Các bạn thân mến, bữa nay tôi xin gửi tới các bạn, giới thiệu với các bạn một cái bộ lưu điện sử dụng bằng tấm pin năng lượng mặt trời. Nó đây. Đây các bạn. Cái này thì của Thái Lan sản xuất. Schneider Electric có nghĩa rằng à, dịch tiếng Việt Nam của mình là học giả điện tử <laughs> Tuy nhiên nó chỉ là một cái tên thôi Còn dưới là điện tử ha các bạn Và cái màu xanh đặc trưng Màu xanh lá Có nghĩa rằng Tất cả những cái biểu tượng Hoặc là những chữ màu xanh lá Có nghĩa rằng là Đó là Sử dụng năng lượng sạch Thân thiện môi trường nha các bạn đó. Schneider Đấy, và điện tử đây chữ Thái Lan không như các bạn Đó. Đó. bữa nay thì tôi tháo cái à, bộ lưu điện này ra để à, cho các bạn à, coi coi trong bụng của em nó là có những gì Và ông thưa với các bạn rằng đây là một cái bộ lưu điện nhỏ và đa số những người dân vùng biên giới chúng tôi vào những năm 1995 hay sử dụng. Đấy, cách đây 5 năm rồi đó các bạn. Đó. Bởi vì là cái loại bộ lưu điện này thì nó sử dụng là trực tiếp đó từ pin mặt trời ở trên mái thí dụ như là 100 W một cái tấm pin 100 W nhé rồi xài thẳng sử dụng thẳng cái bộ lưu điện này và sử dụng luôn cái điện từ các quy điện DC các bạn chứ không xài AC như các bạn. Đó, có nghĩa là 100 W thì chúng ta xài thì 12 V chúng ta chỉ có xài DC thôi rất tiện lợi cho những uh, cái quạt DC và quạt 12V và bóng đèn DC đó, để những lúc mất điện cúp điện nên chúng ta sử dụng rất tiện lợi, giá thành rẻ. Ừ. Tuy nhiên thì uh, thời điểm đó thì cũng giá thành cũng không rẻ lắm. Ừ. Đến bây giờ thì nó rẻ bởi vì bây giờ nó cần phải có, có như là uh, Ngoài cái bộ lưu điện này thì nó phải biến từ cái 12V này ra là 220 thì mới thuận tiện hơn. Nó gọi là inverter. Đấy, từ 12V chuyển đến 220. Thế nhưng mà thời điểm đó thì người ta cũng chẳng cần inverter. Người ta có muốn muốn cần xài thẳng. Có nghĩa rằng từ tấm pin mặt trời. Đấy, thì chúng ta xài trực tiếp luôn. Đấy, qua cái bộ lưu điện này. Uh, Schneider của Thái Lan này. Và xài luôn Bây giờ tôi tháo ra cho các bạn coi bên trong nó có cái gì hết các bạn Đây thưa các bạn tôi đã Tháo mấy con ốc này ra rồi Rất nặng nha các bạn Cái bộ lưu điện này rất nặng Nhỏ nhỏ vậy nhưng mà nó nặng 25kg nha các bạn Cái bình này chủ yếu là nặng ở cái bình này này đó đây 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 là hai đầu dây và đây nặng nhất là cái bình có nghĩa rằng đây chúng ta coi cái đầu này trước có nghĩa rằng nó ghi rõ ràng này rành mạch để chúng ta ta thấy ha đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời này ha ở trên nóc mái nhà ta này ha đây có mặt trời đây, chiếu cho cái pin này, cái tấm pin đây 12V DC đây, dương âm đây. Đó đây, hai cái đầu này dương âm đây dương bên này, âm bên này, đây, dương âm bên này. Và bên này á là 12V DC đây, là chúng ta thắp đèn sáng hoặc quạt máy đây, dương đây, âm đây. Đó, đây dương đây, âm đây. Rất đơn giản, rất dễ hiểu, Thấy không bạn? Đó. Đây lấy công tắc 5A, đó và chúng ta thử coi trong ruột nó làm sao. Đó. nó cũng nói lại các bạn rằng bên này thì chúng ta là để sử dụng uh, xài điện này. Bên này thì chúng ta là sử dụng là lôi cái điện từ trên mái nhà uh, mà sử dụng cái uh, pin mà tấm pin năng lượng mặt trời ấy. chúng ta cắm vô đây. Đây. Dương âm đây ha. Thế coi chúng ta thử mở bên trong nó là coi uh, nó đi đến đâu ha các bạn. Đây bên này đây đó đây đây là hai cái dây à, từ trên à, tấm pin năng lượng mặt trời xuống và nó sẽ qua một cái bộ cái bộ này là bộ điều khiển nha các bạn bộ điều khiển để sạc vô cái 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 cục pin này đây cục các quy này đi chúng ta quen những cái loại lớn chúng ta hay quen gọi là nó là cái quy chứ không gọi là pin nữa nhưng ừ. mà gọi là pin nữa thì cũng được đây là hai cái dây đây Dây đỏ là dương và đây đen là âm Từ trên mái nhà chúng ta câu xuống nha các bạn Đây Từ trên mái nhà mà có tấm pin mặt trời ấy, thì chúng ta câu xuống đây Đó Và châu vô cái bộ này Bộ này là bộ lưu điện này các bạn đây Chỉ rất là rõ đây Mà chữ rất nhỏ nhiều khi các bạn không nhìn thấy đâu Có nghĩa rằng à, 17V vào Đây coi và 12V nữa, thì nó cho phép ra 12V 13V 7 và vào là 17V đây vào 17 từ 17 đến 20V đó có nghĩa là tấm pin năng lượng mặt trời thì lúc nắng nóng giữa trưa năng lượng nó chiếu mạnh thì có thể lên là 20V thế bình thường cái lúc mà dâm mát thì có khả năng là 17V thế thì nó cho phép cái bộ này nó cho phép như thế và ra chỉ được 13 v 7 thôi đó và 13 v 7 thì nạp vô đây rồi đó nó dạ, rõ ràng ha đây nạp cho bình đây bằng hai cái dây này và còn hai cái dây còn lại là để ra tải có nghĩa là ra cái cái phích để chúng ta sử dụng thẳng luôn là sử dụng DC ấy các bạn cũng rất ít khi mà các bạn thấy được một cái bộ lưu điện mà sử dụng thẳng không qua một nhân tố nào hết Đấy, có nghĩa rằng à, để hiệu suất nó cao nhất đó các bạn ví dụ như là từ tấm pin mặt trời chúng ta sử dụng à, nạp thẳng ra quy thì từ ra quy chúng ta xài thẳng luôn đến tải không qua một cái hình thức là in hoặc là một bộ phận nào khác thì hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều Đấy, hiệu suất là 100 luôn không tiêu hao gì hết Thế còn nếu mà từ pin này sạc đầy chúng ta lại qua in chúng ta biến ra 220 thì tiêu hao cũng khá khá. Ở đây tôi chỉ xin gửi cho các bạn là một cái bộ lưu điện của Thái Lan sản xuất mà xài thẳng. Có nghĩ rằng chúng ta rất đơn giản, mua một tấm pin 100W, Thế chúng ta lắp lên trên mái nhà chúng ta và qua cái bộ phận này chúng ta xài luôn 12V. Đây, 12V bên này. Đó, đây nó ghi rõ là chúng ta xài đèn hoặc xài quạt. Thì tuy nhiên công suất của nó thì hơi nhỏ Bởi vì công suất của nó ghi thì chỉ là à, Công suất của nó chỉ là 100, 100W thôi ha, Các bạn ừ. thế còn đây cái tấm pin là cái cục pin này cái cục pin này thì là cục pin gì Đó. thế thì cũng thưa các bạn như thế này đây là một cái cục pin mà à, đây là cái tên của nó thôi, chứ không có cái nó không có cái ý nghĩa gì hết á. À, đó, đó ừ, pin nữa thì cái này thì chúng ta đọc là 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 lúp mờ lịt, thì... đó. thế nhưng mà là dịch cho tiếng việt của mình ấy, thì là, là 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 dạ quang, Đấy. đó là dạ quang đây, Đấy, nó đây là dạ quang này, ừ. có nghĩa là cái loại pin này ấy, loại ắc quy này ấy, À, nó đặt luôn cái tên là dạ quang hay là sử dụng quang ấy, hay để nạp vô Tuy nhiên là mình nạp bằng điện cũng được. Thế nhưng mà đây thì là nó là một cái bộ lưu điện mà sử dụng từ uh, tấm pin năng lượng mặt trời để sạc thì nó nói lên là dạ quang. Thế và mấy cái chữ này là ý nghĩa cái, uh, ý nghĩa nói gì? Đây có nghĩa rằng uh, đây là một cái loại pin xài 12 hai hey, ha năm năm ampe giờ. Đấy và sử dụng là C20 ha. 55 uh, giờ cục cục ắc quy dày mà 55 uh, giờ đó các bạn ha. Thế và đây quan trọng nhất là cái này đây, đây, đây mới là cái cái đáng đáng nói nhất ha các bạn. Đây là cái quý này ha. Thứ nhất là cái ắc quy dạ quang này ha thì được như là chứng nhận cấp ISO của đây nó ghi rõ là ISO ha đảm bảo chất lượng ha và cái biểu tượng thứ hai nữa đấy là có mấy cái mũi tên quay vòng có nghĩa rằng cái loại này tái chế được và cái thứ ba đó là không được vùng dục ra hố rác nếu mà đã sử dụng đã đã bị chai đã bị hư thì không được dục ra hố rác thế còn chứ pb này nữa tôi đảm bảo với các bạn rằng rất nhiều bạn không biết được là cái biểu tượng pb này Ê, à, nó nói lên cái gì thì hôm nay tôi cũng xin chia sẻ luôn. Các loại pin của chúng ta hoặc là ác quy của chúng ta rất ít khi có một cái ác quy nào nó để chữ Pb như thế này. Ê, mà cái hãng này hãng của Thái Lan thì nó đề có chữ Pb. Ừ. Pb là muốn ám chỉ gì? Ám chỉ rằng Pb là một nguyên tố hóa học. À. <laughs> Đơn giản vậy thôi. Nó là chì đó các bạn. Ừ cái loại nguyên tố học trì này thì mềm nặng độc hại nhưng mà rất hay là nó có thể tạo được hình à, đó lớn nhỏ nó chúng ta có thể làm được hết ha à, nó dẻo mà có thể tạo được các hình thù để chúng ta làm lắc à, thế nhưng mà nó độc hại à. và nói chung quy rằng là cái chữ cái biểu tượng PB nó in ở trên cái bình này thì nói chúng ta đó là ắc quy trì axit trì nhưng mà nó là bình khô như các bạn ờ à, đó axit trì đó cũng rất độc hại ha thế và chúng ta đã biết rồi trì là một cái nguyên tố hóa học là như là cao nhất trong các nó gọi là trì là một nguyên tố cao nhất trong các nguyên tố bền à, đúng trì đó rất bền <laughs> cao nhất trong các nguyên tố bền và và số nguyên tử là 82 đấy, chúng ta ai cũng học cũng biết rồi thế nhưng mà tôi chỉ nói sơ sơ rằng là cái bình nào mà có ghi chữ pb có nghĩa đó là một cái bình sử dụng Chì à, đó thế các bạn đó thế chung quy rằng là thái lan sản xuất cái loại này ấy, thì để sử dụng cho những người dân ở vùng núi vùng sâu vùng xa sử dụng thẳng luôn chỉ cần một tấm pin năng lượng mặt trời 100V và một cục sạc một cái cục lưu điện này là chúng ta có thể xài không cần điện bởi vì vùng sâu vùng xa làm gì có điện kéo vào tận nhà được thế cho là những cái năm 1995 đổ về trước thì chúng ta đều xài cái loại này chúng ta không cần phải xài mạng điện 220 mà chúng ta xài bằng điện DC 12V thế bây giờ tôi lấy đồng hồ tôi đo tôi kiểm tra cho các bạn coi xem là cái loại bình này nó còn điện hay không. Thế mà sao tại sao mà tôi uh, uh, sử dụng tôi bấm ở đây là không thấy đèn sáng hay các bạn. Đây. Đây, núm này này. Mở. Phía kia có đèn sáng mà thấy đèn không sáng nha các bạn. Đó giờ tôi uh, lấy đồng hồ tôi đo tôi kiểm tra hay các bạn. Đây thưa các bạn thân mến bây giờ tôi lấy đồng hồ tôi đo coi cái bình này thì áp còn bao nhiêu nha các bạn. Đây dương đây bên này và âm bên này tôi để thang đồng hồ là 50 chỉ chỉ có khoảng cứ 5V nè các bạn à, để tôi bật cho cái thang 10 coi cho nó dễ nhìn nha các bạn đây tôi bật thang 10 thì cho nó dễ nhìn Bật thang 10 thì nó chỉ được là Cũng 5V Đây Các bạn sẽ không nhìn thấy đâu bởi xa quá Tôi quay đi đây Đây Đấy Cũng 5V Thưa các bạn như vậy là cái loại bình này Thì đã bị chai rồi Đó bây giờ chúng ta phải Phải tháo ra chúng ta sạc sạc bằng cái loại sạc của tôi nha các bạn tôi những cái video trước tôi đã chỉ cho các bạn rồi đây là một cái loại mà tôi chế ra để chuyên nghiệp sạc ở những cái bình mà nó bị chai để lâu ngày đó nó chai rồi chúng ta phải sử dụng bằng cái loại sạc đó thì mới nó mới vào được chứ còn nếu mà các bạn mà sạc bằng cái loại bình loại sạc bình thường thì rất là lâu rất là khó vào Tuy nhiên đây thì dòng sạc của tôi không phải là tôi tăng dòng sạc Nhưng mà tôi sạc là chế một cái cục sạc là à, Phải nói là rất yêu Việt Nói thẳng các bạn nghe vậy à, thế, Những cái video trước tôi đã giới thiệu với các bạn rồi Thế bây giờ tôi sẽ lấy cục sạc đó tôi sạc cho các bạn coi nha Trước khi sạc thì tôi đo lại cho các bạn coi này Đây, đây cái đồng hồ của tôi đây Đây. 5V nha các bạn. Đó. Đây. Đó đây. 4V 4V8 ha các bạn. Đó. Để thang lương nhân 10 đây. Đấy, để thang nhân 10. Thế bây giờ là tôi sạc bằng cái cục sạc mà tôi tự chế đó. Để cho các bạn coi coi làm sao ha. Có được không nha các bạn. Ừ. Thế tốt nhất là các bạn lên uh, sạc bằng cái cục sạc đã người ta bán sẵn ở ngoài tiệm, thế còn đây là bởi vì cấp thời nên tôi sạc cho cái bình này để quay cho các bạn coi tôi sạc bằng cục sạc của riêng bản thân tôi, ha chế, giờ mời các bạn coi. Đây thưa các bạn thân mến, tôi đã lắp bộ sạc rồi, và tôi đang sạc cho cái bình à, à, bình ác quy sử dụng năng lượng mặt trời này, nó chở bá vậy ha. Bởi vì những cái năm 1995 đổ về trước người ta sử dụng giày là sạc thẳng từ pin mặt trời xuống bình ắc quy này Và xài luôn điện DC không xài AC nha các bạn Xài điện 12V, quạt 12V, đèn 12V Đó đây thế mà tôi để gấp rút làm cho các bạn thì tôi sạc bằng cái cục sạc của tôi Tôi chế để sạc cho nó mau Chứ nếu như mà các bạn thì nên mua những cục sạc người ta đã bán sẵn ở ngoài tiệm nên là nó đẹp hơn còn tôi thì đó Ở đây thì trước khi sạc thì chúng ta tháo cái hệ thống ổn định điện áp ra hết các bạn cái hệ thống này là hệ thống ổn định điện áp sạc cho bình khi mà chúng ta sạc bằng tấm pin năng lượng mặt trời nó ổn định bởi vì cái tấm pin năng lượng mặt trời của chúng ta thì lúc nắng lớn lúc nắng to thì điện áp cao và lúc không có nắng thì điện áp sạc thì dòng sạc cũng thấp nữa thế trên nó phải qua cái bộ ổn định điện áp này để cho nó làm bảo vệ pin bảo vệ cục pin của ác quy này cho chúng ta xài cho nó bền thế các bạn tôi chỉ cần sạc là trong vòng một phút thôi nhé các bạn thế. bây giờ là là 1 phút 34 Thế thì tôi chỉ cần sạc đến 2 phút 34 Thì bắt đầu tôi sẽ tắt cục sạc và tôi sẽ đo xem là cái bình ác quy này tôi sạc bằng cục sạc của tôi Nó có rô đủ được 13V, 13V không hết các bạn Đó. Đây, cái bình thì còn rất mới Thế nhưng mà tuy nhiên ấy thì lâu ngày dù để trong lâu ngày sử dụng thì nó cũng vẫn là bị hư vậy thế chúng ta phải biết cách khắc phục chúng ta phải uh, sạc đây gọi là sạc thúc nha các bạn tháo chúng thạc thúc không còn sạc bằng tấm pin năng lượng mặt trời nữa đó đây mùa chúng tôi mùa này là mùa nắng nóng rất nắng và rất nóng thế cho là nếu như để tấm pin mặt trời ở trên thì uh, đảm bảo là dòng sạc rất cao và điện áp cũng rất là cao thế nhiều tuy nhiên thì cũng không thể nào bằng chúng ta à, sạc thúc bằng điện à, à, xoay chiều được ha. Sạc thúc bằng điện xoay chiều được đây. Đó là 2 phút 45 ha. Bây giờ chúng ta rút ra để chúng ta kiểm tra hai các bạn. Đây thưa các bạn, đồng hồ tôi đã đo, tôi sạc à, thúc chỉ trong vòng một phút đồng hồ thôi. Các bạn coi à, xem điện áp bao nhiêu ha. Đây. Tôi để đang nhân 10 các bạn. nó xúc cái quê đo xong rồi chúng ta kiểm tra này thì chúng ta sẽ xác định được là cái cái bình này chúng ta còn sử dụng được nữa hay không thế hay chúng ta phải thay thế thế các bạn đó mục đích của chúng ta sạc thúc một phút đồng hồ là chúng ta để chúng ta đánh giá coi cái bình của chúng ta còn có thể phục hồi được hay không đây thưa các bạn trong một phút đồng hồ chúng ta sạc bằng cái cục sạc thúc thì Uh, điện áp của chúng ta Nó lên được là Đây 8 vôn rưỡi 9 vôn À 7 vôn Các bạn Đây Từ 5 vôn lên được 7 vôn Đó Thì chứng tỏ rằng một Trong 1 một phút đồng hồ Mà chúng ta nó lên được như vậy Với cái chỉ số điện áp Là rất nhỏ như vậy Thì đảm bảo chúng ta là Có khả năng phục hồi được cái bình này Đó tôi đo trong vòng đo điện áp để kiểm tra coi cái bình này còn có thể phục hồi được không đó là theo kinh nghiệm của riêng bản thân tôi nha các bạn đây đó trong vòng một phút được 7V mà khi mà lúc đó là còn 6V và đây nó đang tụt xuống á các bạn để nó đang tụt xuống ha đó lý do gì mà tôi có thể nói cho các bạn rằng là có thể biết được là cái bình này có thể sạc được không à, có thể phục hồi được không là cũng là một phần vì lý do đó để chúng ta chỉ cần sạc thuốc trong một phút đồng hồ thế và chúng ta đo điện áp trước khi sạc và sau khi sạc trong một phút thôi nha các bạn Đấy, mà chúng ta thấy cái lượng điện áp lên đó là chỉ khoảng 1 2 V Đó là ok, cái bình đó chúng ta có thể phục hồi được. Thế còn nếu như mà trong vòng 1 phút ấy, một có hai thái cực, một là không lên vô nào vẫn còn 5V để y nguyên vậy. Hai là lên đủ luôn 12V hay 13V. Đó hai cái thái cực đó là cái bình của chúng ta à, nội trở nó đã nội trở của cái bình nó đã quá cao hay, hoặc là nội trở là, là nó đã bị chập ở chỗ nào đó, hay, đó Và chúng ta cái hiện tượng mà điện áp lên 12V nữa thì đó là hiện tượng điện áp ảo các bạn. Ừ, thực tế ra là dòng không có đâu. Đúng không? Ở chính lý do đó theo kinh nghiệm của tôi thì à, trước tiên là muốn à, kiểm tra có cái bình còn phục hồi được không thì tôi sử dụng bằng cục sạc à, của mình và sạc trong vòng một phút đồng hồ để kiểm tra thế Tuy nhiên rằng cái bình là còn phục hồi được thế, thế tương lai thì vẫn còn à, sử dụng được Thế nên là hôm nay thì tôi muốn à, mổ bụng một cái à, bình những, à, mà ở những cái năm 1995 à, những cái người vùng sâu vùng xa sử dụng à, sạc thẳng bằng tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy. sạc thẳng xuống đây và xài thẳng đời xài thẳng bằng 12V, chỉ ra 12V chứ không ra 220 Đấy như là những cái cục à... À... sạc và lưu điện đời mới bây giờ, Đấy. những cục lưu điện đời mới bây giờ là nó chuyển thẳng qua là inverter xài hai có nghĩa rằng sạc bằng pin mặt trời rồi đây là cái đầu cắm sạc vào từ trên pin mặt trời xuống và đây ấy là nó ra luôn điện 220 để chúng ta xài đó nhưng mà đây là những cái năm trước kia thì chúng ta xài thẳng không cần xài 220 mà chúng ta chỉ cần xài 12v thôi bởi vì vùng sâu vùng xa chúng ta chỉ cần là điện sáng để TV cũng có 12v rồi phải không đó À, quạt máy 12 V thế thôi chúng ta không cần phải sạc điện 220 Thế giá thành nó rẻ mà nó chỉ cần một tấm pin năng lượng mặt trời cũng có thể sử dụng được. Ê, bây giờ chúng ta muốn sử dụng điện 220 và thì chúng ta ít nhất là chúng ta cũng phải là từ 500 đến 1000 W thì mới đủ để sử dụng trong gia đình. Thế còn 100 W thì chúng ta cũng rất khiêm tốn. thế bạn? Thế mà giá thành của cái này rất là rẻ. chỉ có 2 3 triệu thôi h hey, các bạn. Thế thì là 2 ba triệu một cái bình này mới một triệu uh, tiền uh, có nghĩa rằng tất tần tật khoảng 5 triệu thì chúng ta sẽ có ngay một cái uh, tấm pin năng lượng mặt trời 100 W và một cái cục lưu điện này. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta chỉ xài được 12 V DC thôi hey, các bạn. Rồi. Ừ. còn chúng ta mà muốn xài uh, 220 ấy, thì uh, ra điện luôn 220 từ tấm pin mặt trời thì chúng ta phải đầu tư uh, lớn gấp uh, À, nếu như nhà chúng ta bình thường sử dụng ấy, thì chúng ta phải đầu tư lớn gấp 10 lần có nghĩa là khoảng 50 triệu thì chúng ta mới sử dụng được khoảng uh, thoải mái hết các bạn đó Thế thì hôm nay tôi chỉ xin uh, gửi cho các bạn uh, một cái bộ lưu điện của Thái Lan sản xuất thế mà uh, cái bình của nó đã uh, tụt điện áp và tôi đã phục phục hồi lại thế để thưa các bạn đó là tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái cục lưu điện này. À, bây giờ cũng rất ít khi khi ít khi có nha các bạn. Đó. Vậy thôi xin chào các bạn.